Triệu Phú Voucher Hải Phòng xin chào các bạn nha. Bọn tớ đang ở sữa chua trân châu Hojicha Hải Phòng. Các bạn ở nơi khác muốn thưởng thức thì món ngon này cũng bật mí luôn với các bạn là có tới 160 cơ sở trên cả nước cho các bạn tha hồ lựa chọn đấy. Sữa chua thì dẻo, chua ngọt cùng với các loại topping rất đẹp mắt, kết hợp với trân châu dai sật đặc biệt của quán, hòa lẫn béo béo của ly nước dừa ăn kèm thì đã lắm luôn. Mình được thử qua các loại thì loại nào cũng thấy thích hết, mê hết. Nhưng chắc vị yêu thích nhất sẽ là vị hoa quả và việt quất. Cái này hợp với mấy bạn thích ăn rau củ quả healthy nha. Một vị nữa các bạn cũng nên thử đó là sữa chua trứng muối với vị thơm béo mặn mặn lạ miệng. Đảm bảo là các tín đồ trứng muối và sữa chua sẽ không thể bỏ qua đâu. Giá ở đây cũng khá là mềm, dao động trong khoảng từ 25 đến 35 nghìn đồng.